tử à? Hay là thám. Sư gì đó đúng không? Rất là hoang mang và mông lung ạ. Sao cái này giống là nhiều chuyện quá nhỉ? Thôi sai thôi nhỉ? Sai thì thôi, mình cũng đầy luôn khác. Anh... Đúng rồi, em chốt luôn. Chốt luôn. Trở lại với chương trình Giáo Hoàng thứ 6. Và bây giờ là vòng đầu tiên với tên gọi Ấn Tượng Đầu Tiên luôn. Thưa quý vị, lúc này chúng ta đang được gặp gỡ với 5 vị khách đặc biệt với những bộ trang phục giống như các quý ông quý bà đến từ châu Âu thế kỷ thứ 19. Và họ sẽ làm những nghề gì? Và họ là ai? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây bằng một phần giới thiệu rất ngắn. Thông qua những thông tin này, hai người chơi sẽ đánh giá giọng nói, phong cách cũng như thần thái của họ để đoán xem họ có thể phù hợp với nghề gì. Bây giờ sẽ là vị khách số 1. Tôi nói tôi thích xem mấy bộ phá án của Sherlock Holmes lắm. Mọi người nhìn thấy mặt tôi không? Ngầu như vậy chắc làm thám tử được ha. Tôi là Việt Anh, mọi người hãy đoán coi tôi làm là nghề gì nhé. Vị khách số 2. Nếu loại bỏ đi những điều không thể thì điều cuối cùng dù có khó tin đến đâu cũng vẫn là điều sự thật. Đấy là câu nói của thần tượng của tôi là Sherlock Holmes. Và tôi là Phi Điệp. Và mọi người cùng đoán xem tôi là ai nhé. Bây giờ sẽ là cô gái ở số 3. Tôi tên là Nguyệt Trúc. Và tính tình tôi thì rất là đơn giản. Ai nói gì thì tôi nghe đó. Và tôi thấy gì thì tôi tin đó. Chính vì vậy tôi không thích những điều căng thẳng trong cuộc sống. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai. Và bây giờ sẽ là vị khách số 4. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Mạnh. Mình cũng không nói được gì nhiều sợ bị lộ. Nên mình chỉ nói vậy thôi. Mọi người sẽ đoán mình là ai. Xin mời vị khách cuối cùng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyết Oanh. Oanh hay xem phim trinh thám, thích khám phá những điều mới mẻ mà ít ai biết. Và đặc biệt là mình rất thích khám phá những bí mật của người thân, gia đình và bạn bè. Mọi người hãy sẽ đoán thêm mình là ai nhé. Sao cái này giống là nhiều chuyện quá nhỉ? Thích khám phá bí mật. Phải nói là hôm nay hai vị khách mời nữ, tôi nhìn thấy đâu cũng thấy có cái góc của Diệu Nhi. Rất thích khám phá chuyện bí mật của người thân. Nếu mà nói theo trinh thám thì người ta bảo là ham tìm hiểu. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ bình dân người ta bảo là nhiều chuyện. Như vậy là thông qua những phần giới thiệu của 5 khách mời. Dạ. Ngay lúc này trong đầu Linh Ly và Hương Ly, các em nghĩ rằng là sẽ có cái nghề nghiệp nào ở đây? Rất là hoang mang và mông lung ạ. Em nghĩ là chắc chắn là sẽ có một người nào đó làm ca sĩ. Opera chị nhỉ? Như kiểu hát opera không, vậy. Không, chắc là do mặc bộ đó, quý tộc nên là cảm thấy hơi vậy. Opera. Đúng rồi. Ngoài ra thì chắc là thám tử có hay luật thám. Sư gì đó đúng không? Luật sư. Em đoán thế. Rồi. Thế. Thôi được rồi, cứ tạm thời đoán như thế đã. Vấn đề là chúng ta sẽ đến ngay với vòng 1 và gói tiền thưởng đầu tiên. Các bạn sẽ lựa chọn là số bao nhiêu từ 1 tới 5. Rồi em thích số mấy? Em thích số 2. Em thích số 2, vì giờ vừa nãy đã chọn số 1 rồi, bây giờ sẽ chọn theo số 2 của em. Ok ạ. Okay. Số 2. Và nghề nghiệp tương ứng đó là làm cổng cưới lá dừa. Cổng cưới. Em biết gì về nghề này, trợ lý? Thì ở dưới quê em đó, thì lúc mà em còn nhỏ nó đám cưới họ hàng em là làm một cái cổng như vậy nè, là để trước nhà cô dâu chú rể, để cho cô dâu chú rể khi mà đón dâu đó là mà lúc đó là đãi tiệc ở nhà chứ không phải là nhà hàng như là thời hiện đại bây giờ, là có một cái cổng kết lại bằng lá dừa như vậy nè, rất là đẹp mà nó xanh, xong rồi ở đây có cái bảng là lễ vu quy thì rồi. rất là dễ thương, đẹp lắm. Nó như một cái cổng chào dạ. Cho cái ngày vui của cô dâu và chú rể cho nhà trai hoặc là nhà gái là bằng lá dừa. Vậy thì đây sẽ là một người, tôi nghĩ là sẽ là người ở miền Nam, bởi vì ở ngoài Bắc thì sẽ không có cái cổng dạ. Này dạ vâng. Vậy thì bây giờ mời hai bạn sẽ phân tích xem trong 5 khách mời kia ai sẽ phù hợp với cái công việc này. Dạ. Theo như em thấy nhá, thì là bạn số 1 và bạn số 2 thì đã nói tiếng Bắc rồi. Ừ. Số 5 là nói tiếng Bắc đúng không?
Đây chỉ còn loại trừ đi nhá, thì chúng ta sẽ còn số 3 và số 4. Em đang nghiêng về anh số 4. Các bạn có những sự trợ giúp như sau. Dạ đúng vậy. Ở trong vòng 1 và vòng 2 chúng ta sẽ được sử dụng hai quyền trợ giúp, đó chính là quyền loại trừ, loại trừ ra những đáp án không chính xác. Và cái thứ hai đó chính là quyền tiếp cận. Hai bạn có 15 giây đi trên đó chạy u lên. Đó coi, muốn coi gì coi, xong rồi chạy u về hết 15 giây. Nhưng chỉ hai vòng đầu được sử dụng thôi. Các bạn có sử dụng quyền nào không ạ? Không, như em nghĩ là em cũng đang nghiêng về anh số 4 giống đấy, như cả Ly. Chúng ta hãy tin vào là... trực giác của chúng ta đi. Tại vì là nếu mà làm những cái này á thì cũng phải là người lâu năm rồi, đúng rồi, và có kinh nghiệm. Đúng rồi. Và cũng có sự già dặn một chút. Thì em nghĩ rằng là anh số 4 thì rất là hợp. Chốt đi. Thôi sai thôi nhỉ. Sai thì thôi, mình cũng đẩy luôn khác. Đúng rồi, em chốt luôn. Chốt luôn. Số 4. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Có vẻ như trực giác của tôi đã đúng. Đúng là hai ly ở cạnh nhau. Cục ly luôn. Đã cục ly rồi. Cục ly ngay từ vòng 1 rồi. Hãy xem gói tiền thưởng số 2 có giá trị là bao nhiêu. 1 triệu. Không sao, có tiền thưởng là tốt rồi. Tốt rồi, vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng làm quen và giao lưu với vị khách số 4. Xin mời anh. Em chào anh. Dạ, xin mời anh giới thiệu thêm về bản thân mình cũng như là nghề nghiệp hiện tại để cho khán giả được biết rõ hơn. Mình thì mình làm cổng cưới hôm nay cũng cỡ hơn 10 năm rồi. Chắc chắn là anh cũng đã được công nhận hay là được những cái người trong nghề biết tới đúng không ạ? Qua năm 2017 mình có đi thi trên Suối Tiên á, thì được cái giải xác lập kỷ lục Việt Nam của tạo hình bằng trái cây. Anh đã có một kỷ lục của Việt Nam. Thực ra thì anh thì nhìn là biết rồi, nghề anh cũng phải là nghề nói và cũng là người ít tiếp xúc với chỗ đông người. Thôi thì anh hãy về đúng với cái chuyên môn của mình, đó là trình bày và tạo ra một cái cổng cưới bằng lá dừa ở sân khấu của chương trình. Anh có làm được không ạ? Được. Vậy thì chúng ta cùng vỗ tay ạ. Rất là sinh động. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một cái cổng cưới mà nó lại động và nó lại đẹp như thế này. Xin hỏi là anh tự nghĩ ra cái cách này hay là anh học ở đâu ạ? Cái này mình tự nghĩ ra. Lúc trước thì mình làm nó nhỏ mà nó không có xây, rồi từ từ mình thiết kế cho nó xây cho nó nhìn nó mát. Nó rất là động, nó rất là động. Và để làm tạo ra những cái chăm cháu này có khó không anh? Cũng khó, mới đầu mình làm nó không có được bền đâu, nhưng mà làm vài lần mình rút kinh nghiệm lại thì mình làm nó rất là bền, máy nó quay không bao giờ bị hư. Và xin hỏi là anh đã có gia đình chưa? Có rồi. Anh đã có mấy cháu rồi ạ? Có 2 cháu rồi. Có 2 cháu rồi ạ? Anh có cháu trai không ạ? Có cháu trai, Được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chuẩn bị đấy. Được 16 tuổi rồi. Con chào bố ạ. Con chào bố ạ. Ôi, nhanh gọn đấy. Này, đấy, phải như thế mới lấy được chồng. Con thấy chưa? Phải như thế này này. Ở đây bây giờ mình có 2 con cháu cháu này mình tặng cho 2 khách mời, còn cái bông này mình tặng cho 2 MC. Dạ. Bây giờ mình tặng. Dạ vâng ạ. Con xin ạ. Rồi mình phụ nữ mình dạ, bông nhiều đi, còn thanh niên mình 1 bông thôi. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Anh cũng là một người rất là đáng quý trong cuộc sống này, với một công việc em nghĩ rằng là mang đến niềm vui cho mọi người trong những cái ngày đặc biệt trọng đại trong cuộc đời của mỗi người mà tìm thấy anh. Chúc anh sẽ thành công hơn nữa và làm nhiều niềm vui hơn nữa dành cho những người tìm thấy anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.